Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe Bật Lửa Đẹp. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các anh một cái sản phẩm về gà tàn xì gà, đồ chơi cho xì gà rất là đẹp và sang trọng đến từ nhãn hiệu Lubinsky. Đây là một chiếc gà tàn bằng gỗ, cầm ở trên tay rất là thích, rất là nặng. Cái gà tàn này sức đỡ lên đến 4 điếu, rất là phù hợp cho thưởng thức nhóm cũng như là đặt ở trên bàn trà cũng như là bàn làm việc hoặc là trên phòng tiếp khách. Đấy, rất là phù hợp để mình có thể là thưởng thức xì gà nhóm với 4 người. Ở đây thì cái chân đế được làm bằng gỗ rất là chắc và cầm rất là nặng. Cái này nó rơi vào khoảng 1 kg, rất là chắc luôn, cực kỳ nặng và gỗ thật, gỗ thịt luôn các anh nhé. Gỗ thịt luôn, cực kỳ chắc. Đấy, đây các anh có thể quan sát, đây là gỗ thịt. Đó, rất là nhiều cái sớ thịt này mặt sau. Cái mẫu này có mã hàng là LB043. Các anh có thể truy cập website ambe.vn và gõ với tìm kiếm là LB043. Đấy. Ở đây thì có khay rãnh 4 điếu và cái phần cụm này được làm bằng đồng, nó lên màu vàng gôn rất là đẹp, rất là sang trọng và nó rất là khó để mất màu. Đấy, bởi vì nó là những cái công nghệ mạ màu tân tiến nhất hiện nay. Đấy, gần như là khó phai màu. Và cái lòng như thế này cũng rất là dễ vệ sinh, nó trơn, nó dễ vệ sinh hơn rất là nhiều so với lại những cái dòng khác. Nó cái khay rãnh này cũng phù hợp với lại rất là nhiều size xì gà thông dụng hiện nay. Các anh hoàn toàn yên tâm nhé, size to cũng đỡ được, rất là chắc chắn. Các anh có thể nhớ hộ em mã hàng là LB043. Các anh có thể truy cập vào website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là LB043 để các anh có thể là xem được cái hình ảnh chụp ở các góc cạnh khác nhau sắc nét nhất. Các anh cũng có thể là xem được các thông số chi tiết hơn. Anh nào mà muốn đặt lại câu hỏi thì các anh có thể là comment ở bất cứ đâu để được shop em hỗ trợ giải đáp. Anh nào mà kết cái sản phẩm này có thể là comment luôn số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc. Hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì các anh có thể là gọi cho shop theo số điện thoại ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.